Tổng kho chiếu ngựa giá gốc xin kính chào quý khách. Trước mắt quý khách hàng đây là một bộ tam ca, vừa được bên em chọn được một cây gỗ đẹp, độc quyền và xẻ ra tạo thành một bộ sản phẩm này để trao đến tay quý khách hàng. Bộ sản phẩm này gồm có một bàn có kích thước là rộng 80, dài 2m4 và hai ghế có kích thước là rộng 40, dài 2m4. Bây giờ mình hãy đi gần lại để sản phẩm để xem chi tiết của sản phẩm nha mọi người nhé. Đây, hàng này em nói rõ là hàng bên em là hàng nguyên khối, vân thật 100%, gỗ tự nhiên thật 100% nha mọi người nhé. Đây, mình có thể nhìn thấy toàn bộ đều là vân thật luôn. Đây, không có một chút vân giả nhé. Khi khách hàng mua hàng, đến tận nơi kiểm tra hàng, khoan hoặc mình có thể làm gì để mình khẳng định đây là vân thật 100%, thì sau đó bên em sẽ cho vào sơn BU và giao đến tận nhà mình nhé. Đây, hàng này mới chỉ là để quét nót, chống nứt thôi ạ. Đây, chiếc bàn này có kích thước là rộng 80, dài 2m4, dày 15 phân nhé. Đây, mọi người có thể nhìn thấy hàng không tâm một tí nào. Đây, cao từ mặt đất lên là 68 phân. Toàn bộ chân đều được bên em làm là chân vuông nhá. Chân vuông gỗ gõ, hàng rất chi là có dáng luôn. Đây, mọi người có thể nhìn thấy dáng này. Đây là chiếc ghế. Chiếc ghế này có kích thước là rộng 40, dài 2m4 và dày 10 phân ạ. Hàng nguyên luôn. Đây, mọi người có thể nhìn thấy vân gỗ thật 100%. Hàng nguyên khối luôn nhá. Đây, toàn bộ đều là chân vuông hết. Bộ này được bên em thiết kế đều là chân vuông hết nhá. Mình hãy tưởng tượng những bộ sản phẩm như này mà kê vào phòng khách nhà mình, khách uống nước thôi, thì em nói thật, từ nhà ống hay đến nhà biệt thự thì đều quá thể hiện sự đẳng cấp của nhà mình luôn. Đây, chiếc ghế này có kích thước là rộng 40, dài 2m4, dày 10 phân. Và bọn em làm cao từ dưới đất là bên 40 ạ. Thực sự là mình ngồi cực kỳ là thoải mái luôn với các bộ bàn ghế trơn này nha mọi người nhá. Bộ bàn ghế này mình có thể kê tại phòng khách, phòng ăn hoặc là kê tại các cái nhà thờ để uống nước, kê ở các sân vườn để ngắm cảnh. Bộ sản phẩm này được bên em bán giá công khai với giá là 55 triệu nha mọi người nhé. Chỉ với 55 triệu thôi, mình đã được sở hữu bộ sản phẩm độc quyền, không ai giống. Để tư vấn và đặt hàng, mọi người liên hệ số điện thoại 0355 990 857. Em ở Đại Vĩ, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội nhé. Để có những góp ý hoặc là sử dụng những dòng gỗ nào tốt hơn thì mọi người hãy comment ở dưới video. Em sẽ tư vấn cho quý khách hàng từng loại gỗ, ưu điểm của từng loại gỗ và nhược điểm của từng loại gỗ nha mọi người nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo. Xin chào ạ.